Dược liệu một anh chị, cumarin và dược liệu trước cumarin. Bài này nó chứa một số cái nhóm thuốc rất là nổi tiếng chị, liên quan tới cái nhóm thuốc chống cái tập tiểu cầu Thầy ơi xin lỗi, làm phiền thầy, cái mic của thầy nó như cú gió đó, nó ù ù ù thầy. rồi xin lỗi. Rồi hết chưa ạ? Rồi liên quan tới rất nhiều nhóm thuốc anh chị, đặc biệt là cái nhóm thuốc chống cái tập tiểu cầu, nhóm thuốc hỗ trợ trong điều trị các bệnh về da, về chàm, hết. Một số thì liên quan tới điều trị được hỗ trợ điều trị trong cái những cái bệnh ung thư, ví dụ ung thư gan. Thì những cái dược liệu điển hình mà chứa coumarin mình có thể gặp ngoài tự nhiên, ví dụ như là cây cổ mật anh chị. Cổ mật thì trong hiện tới tới thời điểm hiện tại thì các cái phòng khám đông y người ta sử dụng cổ mật để điều trị trong cái bệnh trĩ trĩ nội và trĩ ngoại. Rồi ngoài ra có một số cái cây mình có thể mình nghe rồi ha, ví dụ như cây mùa u ha chị, rồi cây bay giót ha, cũng chứa coumarin, rồi cây một cái dược liệu nổi tiếng đó là dược liệu bạch chỉ, rồi cây nhân trần hay nhân thần bắc ha chị. Rồi cái mục tiêu của bài này thì mình nắm giùm cho cái cấu trúc chính của gọi là cái khung chính của coumarin, nêu được một số cái lý tính và hóa tính của coumarin. Còn cái phần định tính coumarin thì mình sẽ học bên thực tập anh chị. Rồi một cái phần cuối cùng là cái phần các dược liệu tiêu biểu có chứa coumarin dùng trong điều trị. Rồi về coumarin, đây là một cái nhóm dẫn chất có cái cấu trúc nó tương đối đơn giản anh chị, gồm có một chỉ có hai cái khung thôi, C6 và C3. Ta gọi là benzo alpha piron. Ngoài ra nó có cái alpha là cái vị trí gắn của nhóm ceton anh chị. Ngoài ra nó có cái nếu mà nó gắn xịt lên cách một carbon nữa trong cái oxy trong trong vòng 6 á, thì mình gọi là gamma, là beta. Gamma là phía đối diện cái oxy, còn beta là gắn xịt lên chút cách cái oxy nội vòng một carbon anh chị, là beta. Nhưng thường thì mình sẽ sử dụng cái nhóm benzoyl alpha piron thôi, và cái nhóm này đặc biệt là nó có cái mùi thơm dễ chịu, gây sảng khoái, cho nên người ta cũng sử dụng để làm hương liệu trong một số cái mỹ phẩm và thực phẩm. Về phân loại thì mình có ba nhóm anh chị, nhóm chính danh thì hai vòng, còn lại là cái ba vòng, hay là người ta gọi là cái nhóm furanocoumarin hay là biranocoumarin. Rồi mình đi vào chi tiết thì mình sử dụng nhiều nhất đó là cái nhóm coumarin chính danh, và cái dạng mình chiết xuất để mình làm thuốc và mình bán tổng hợp để làm thuốc đó là cái dạng dimer, cái tên biệt dược của nó là dicumarone á. Đây là một cái thuốc chống điều trị huyết khối tĩnh mạch hay là phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch khá nổi tiếng. Một cái sản phẩm của Ý hả chị, là Sintrom 4 mg á, thì nó cái hoạt chất chính của nó là acinocumarone, thì nó cũng được bán tổng hợp từ cái dicumarone này.
Đây là một cái thuốc mà chống cái tập tiểu cầu, được sử dụng mà khi bệnh nhân có tiền sử viêm loét dạ dày thái tràng nặng, anh chị không sử dụng được aspirin. Chị nhớ cái viên aspirin 81 mg đó là cũng là một cái dạng để phòng ngừa cái tập tiểu cầu. Thì khi mà bệnh nhân bị loét dạ dày thái tràng không sử dụng được, người ta sẽ chuyển qua cái nhóm warfarin hoặc là cái Sintram 4 mg này. Rồi cái nhóm thứ hai là cái nhóm furanocoumarin. Một số cái chất điển hình ở trong cái nhóm này đó là bezoralen và angelicin. Thì hai cái hợp chất này nó có người có thể bên bên đông y người ta sử dụng, nhưng mà bên các bệnh viện về da liễu anh chị thì người ta dùng để điều trị, hỗ trợ trong điều trị các bệnh về da. Đặc biệt là bệnh vẩy nến, bệnh chàm hay là hoặc là viêm da mãn tính. Mà ứng dụng của hai cái chất này là khi mà người ta muốn chiếu cái tia sáng UVA lên da để cho da nó sáng lên á, thì người ta sẽ cho bệnh nhân bôi một cái lớp bezoralen hoặc là angelicin này lên da để làm cho da mỏng đi và tăng nhạy cảm ánh sáng. Từ đó da sẽ hấp thu được nhiều cái UVA hơn. Cái này người ta sử dụng trong các bệnh về da anh chị. Rồi ngoài ra thì cái angelicin này nó còn được sử dụng điều trị một số cái bệnh, ví dụ như là bạch đới anh chị. Bạch đới là cái chứng khí hư ở phụ nữ đó. Hoặc là chữa bệnh bạch biến. Bạch biến là một cái rối loạn sắc tố da. Nó có thể là khu trú một chỗ, một vùng ở trên da thôi. Một số bệnh nhân thì nó sẽ lan, nó lan từ từ. Và lưu ý là cái bệnh này nó không có lây hả chị. Có thể mình sẽ gặp ở ngoài một số bệnh nhân bị bạch biến như thế này. Có nghĩa là cái da của người ta có chỗ đen, chỗ trắng á. Bệnh nhân nào mà da càng ngâm càng đen thì cái đốm trắng nó sẽ càng rõ hơn. Rồi một cái nhóm phân nhóm tiếp theo của coumarin đó là nhóm pyranocoumarin. Nhóm này thì mình có một số cái một cái cây khá nổi tiếng anh chị, cái cây này ở ở miền Trung thôi chứ trong miền Nam mình thì tôi chưa có gặp cái cây này. Cây sáo tam phân, anh chị biết cây sáo tam phân. Thì ở ngoài miền Trung thì người ta cũng bán cái cây này dưới dạng là dược liệu phơi khô anh chị. Thì mình mua về mình có thể sử dụng sắc uống hoặc là ngâm rượu. Thì nó có tác dụng là hạ men gan anh chị. Rồi phòng ngừa một số cái ung thư, ví dụ như ung thư gan thì cái này có một cái công trình nghiên cứu về sáo tam phân này rồi. Thì người ta cũng chứng minh là nó có khả năng hỗ trợ điều trị ung thư, nhưng mà cái tác dụng nó cũng là hạn chế thôi chứ không có chứ cũng không gọi là cao hay là mạnh. Rồi một cái nhóm tiếp theo là nhóm cumaro flavonoid, là một cái hoạt chất nổi tiếng có trong xài đất. Cái này là xài đất Bắc anh chị. Trong miền Nam mình thì có một cái loại xài đất đó là xoài đất Nam, hay là người ta gọi là xài lan, là cái cây mà ở trong công viên anh chị hay gặp người ta trồng những cái thảm xanh mà cái hoa nó màu vàng anh chị, hay như hoa cúc á. À, cái đó là xài đất Nam hay là xài lan ha. Thì không có dùng làm thuốc. Ở đây mình sử dụng cái xài đất Bắc. Thì cái có một cái hoạt chất nổi tiếng là vedelolactone. Rồi ngoài ra có những cái nhóm khác, ví dụ như là axit ellagic hay là axit luteolic. Thì trong cái nhóm khác này nó có một cái chất gọi là chất độc hay gì đó là các aflatoxin. Chất này là một cái độc tố mình thường gặp trong nấm mốc, thực phẩm mà mình để qua ngày nó lên sợi nấm rồi anh chị, thì nó sẽ phóng thích cái aflatoxin này. Đặc biệt là ở nấm nấm mốc, ở các hạt đậu phộng anh chị, các loại đậu á. Thì nếu mà mình sử dụng cái loại đậu mà nó bị nhiễm nấm mốc như thế này trong thời gian dài thì có thể gây ung thư gan. Mình lưu ý. Ngũ cốc mà đã lên mốc rồi thì mình tốt nhất là mình bỏ đi.
Rồi mình sẽ đi tiếp cái phần lý tính của cumarin. Đây là một cái chất nó có thể kết tinh được hay gì? Khi mà thực tập mình sẽ làm cái phản ứng kết tinh này dễ thăng hoa, có mùi thơm và phát hình quang ở UV 365 nanomet. Cái này là mình sẽ chiếu một cái đèn UV này lên cái dịch chiết của mình, nó sẽ có màu. Có một cái thí nghiệm mình sẽ thực tập, đó là các anh chị nhỏ cái giọt mà dịch chiết của mình lên một miếng giấy lọc ha. Sau đó mình sẽ dùng một cái đồng xu, mình che đi một nửa cái, ví dụ như cái giọt đó là hình tròn đúng không anh chị, thì mình lấy cái đồng xu mình che đi một nửa, xong rồi mình chiếu cái đèn UV 365 này lên trong vòng khoảng 5-10 phút anh chị. Thì khi mà mình quan sát á, cái phần mà bị đồng xu che á, thì nó sẽ là màu trắng anh chị, màu trắng của cái miếng, cái màu của giấy lọc thôi, nó không có đổi màu. Nhưng cái phần mà được đèn UV chiếu lên nó sẽ có màu vàng hoặc màu vàng cam hay gì, màu vàng rất rõ mà cam rất rõ, thì cái đó là do nó có cái cumarin nó phát quang ở trong cái dịch chiếu của mình. Và một cái lý tính tiếp theo là kém bền trong môi trường kiềm. Thì ở trong môi trường kiềm thì cumarin rất dễ bị mở vòng lacton, cho nên nó sẽ tan được trong cái dung dịch kiềm hay gì. Và ngược lại, khi mà mình cho cái cumarin này vào trong môi trường axit thì dung dịch nó sẽ đục do cái cumarin nó không tan, nó đóng vòng lại gì, cho nên nó sẽ kết tủa ở dưới. Thì hai nhờ cái lý tính này mà mình có thể mình tinh chiết được cái cumarin. Và đây cũng là một cái phản ứng định tính được cumarin anh chị. Cứ mình nhỏ, mình cho môi trường của mình là axit thì dung dịch mình sẽ bị đục. Nếu mình cho kiềm vào, mình kiềm hóa đi thì dung dịch mình sẽ trong. Đây là một cái thí nghiệm để định tính được cumarin. Rồi một số dạng acrylicon thì dễ tan trong cái dung môi kém phân cực, còn dạng glycosid thì tan được trong nước nóng và cồn. Thì này nó tương tự bên cái phần saponin thôi chị. Nói chung thì những cái dược liệu mà chứa cumarin này mình dễ chiết. Do cumarin kém phân cực cho nên mình sẽ sử dụng những cái dung môi ở đoạn đầu, có nghĩa là dung môi kém phân cực anh chị. Điển hình ở đây mình sẽ sử dụng cái ET2O là diethyl ether anh chị. Thì khi mà mình chiết cumarin ra nó sẽ tạo những cái tinh thể do nó kết tủa, nó lắng xuống dưới. Rồi có thể mình sẽ dùng kiềm loãng. Mình lấy cái dịch chiết kiềm ra, mình sử dụng kiềm mình chiết, xong rồi mình cô đặt lại, mình cho bốc hơi dung môi đi anh chị. Xong rồi sau đó mình sẽ thay đổi môi trường bằng cách mình cho axit vào. Thì ở cái môi trường axit này thì cumarin nó sẽ đóng vòng lại và nó tủa xuống dưới. Tôi quan sát thì sẽ thấy cái dung dịch của mình nó đục. Rồi ngoài ra mình cũng có thể loại tạp bằng cái dung dịch trì acetat. Mình tạo tủa và mình bỏ cái phần dịch đi. Rồi trên slide là một cái quy trình chiết cumarin tương đối là áp dụng được cho đa số những cái cumarin, những cái dược liệu mà chứa cumarin của mình hiện nay. Đầu tiên mình sẽ sử dụng bột hay gì. Bột thì cho mình chiết xuất cho nhanh thôi, chứ cũng không có gì. Ví dụ như bạch chỉ mà mình sử dụng nguyên một lát cũng được, nhưng mà thời gian chiết mình sẽ lâu hơn. Tốt nhất là mình nên nghiền dược liệu thành bột trước. Rồi sau đó mình cho dung dịch rượu ethanol hay gì. Ethanol xong rồi mình đun cách thủy lên. Sau đó mình sẽ thu được cái dịch cồn của mình, dịch rượu của mình á, trong đó nó có chứa cumarin. Sau đó mình sẽ VM, có nghĩa là đun cách thủy anh chị, để bốc hơi dung môi, bốc hơi rượu đi. Rồi sau đó mình sẽ thu được cái cắn. Thì trong cái cắn đó mình đã có cumarin rồi. Rồi sau đó mình sẽ hòa cái cắn vào trong nước nóng. Mình sẽ thu được dịch nước nóng. Rồi sau đó mình tiếp tục mình đun cách thủy.
cho bốc hơi cái nước lên, rồi mình thu lại cái dịch nó tương đối đậm đặc chút. Rồi sau đó mình thay đổi môi trường bằng cách mình cho HCl vào. Thì trong cái dịch axit của mình thì sao ạ? Cái cumarin nó sẽ kết tổ lại. Lúc này dung cái dung dịch axit mình nó sẽ bị đục, và mình lọc mình lấy cái đục đó. Sau đó mình làm lạnh anh chị, sau đó mình thu được cumarin. Rồi tiếp theo là cái phần hóa tính. Cái phản ứng đầu tiên là cho tác dụng với dung dịch nao hắc loãng kết hợp với đun cách thủy, thì cái màu dung dịch của mình sẽ tăng lên. Đây là một cái phản ứng đóng mở vòng lacton thôi. Rồi ngoài ra cumarin có thể phản ứng với dung dịch sắt 3 clorit cho kết tổ màu xanh, hoặc là cho phản ứng với hydroxyamin N2OH kết hợp với dung dịch sắt 3 clorit thì cũng cho cái kết tổ màu xanh. Và một cái phản ứng đầu tiên anh chị sẽ làm trong phòng thí nghiệm đó là cái phản ứng tăng màu đóng mở vòng lacton. Thì sau khi mà mình chiết cumarin từ dược liệu của mình sẽ cho vào ống nghiệm, mình cho cái dịch chiết vào hai ống nghiệm. Ống nghiệm đầu tiên mình sẽ cho vài giọt NaOH 10%, rồi mình đun cách thủy. Thì các chị quan sát mình sẽ thấy cái dung dịch của mình nó trong, nó sẽ trong hơn. Rồi sau đó mình sẽ nhỏ từ từ HCl vào. Cái này là mình thay đổi môi trường thôi chị, thì mình sẽ thấy dung dịch đục. Rồi cái ống thứ hai là cái ống mình cho cũng cho dịch chiết, nhưng cái dung môi mình dùng ở đây là nước thôi, nước cất, và mình cũng làm tương tự như cái ống trên. Thì cái bước mà khi mình đun cách thủy mình sẽ thấy cái dung dịch mình cũng sẽ hơi đục, rồi mình cho thêm nước vào nữa dung dịch nó sẽ càng đục. Và khi mà mình so sánh với cái ống HCl trên thì hai dung dịch nó sẽ có cái độ đục nó gần 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 tương tự như nhau. Thì cái chỗ cái thí nghiệm này thì cái dung dịch của mình nó chỉ trong ngay chỗ mà mình cho môi trường là môi trường kiềm thôi. Rồi cái sơ đồ này thì nó giải thích cái phản ứng ở trên ha chị. Khi mà mình thay đổi môi trường thì cái vòng lacton nó sẽ đóng hoặc mở. Đây là một cái nguyên tắc để mình tinh chế cumarin nó tinh khiết hơn. À, các chị nghỉ giải lao một chút nha, cuộc